Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì bên em đang chuẩn bị giới thiệu cho quý vị và các bác một cặp loa JBL hàng bã xịn của Mỹ. Và đây là dòng loa JBL KP1500. Vâng, cặp loa này thì nó được thiết kế rất là bắt mắt quý vị nhé. Được thiết kế rất là bắt mắt và mặt trước của nó là màu xanh rêu quý vị nhé. Mặt trước là màu xanh rêu và ở mặt bên trái, mặt bên phải là màu vân gỗ. Đấy. Còn mặt đằng sau là màu đen quý vị nhé. Mặt đằng sau màu đen. Chiếc loa này thì cũng khá là nặng các bác nhé. Khá là nặng và nó có chân ở phía dưới này quý vị nhé. Nó có chân ở phía dưới này cho nên là chúng ta sẽ không sợ ẩm mốc, hay là chúng ta sẽ không sợ là nhà chúng ta hay bị nồm các bác nhé. Đây, đây là mặt bên của nó. Ở phía đằng trước đây, đây ở phía đằng trước đây thiết kế màu xanh rêu rất là bắt mắt luôn các bác nhé. Và hai lỗ thông hơi thì được bố trí ở ngăn cách ở giữa hai bát, đó là bát thấp và bát cao các bác nhé, bát thấp bát cao. Cho nên là nó sẽ tạo thành một cái chất âm nó cực kỳ là hay và nó rất là sâu tiếng. Nó có một bát thấp, một bát cao và hai bát này đều là bát 25. Ở phía trên này là một âm chung 14 quý vị nhé, âm chung 14 cộng thêm một kèn ở phía trên này nữa. Đấy. Cặp loa này thì hiện tại bây giờ là em còn mỗi một cặp này quý vị nhé. Đấy. Cặp loa này thì em còn mỗi một cặp này thôi. Kích thước của nó thì bề ngang của nó các bác nhé, bề ngang của nó là 32 cm ạ. Bề ngang là 32 cm. Còn chiều cao cả chân của nó là 119 các bác nhé. Chiều cao của nó là 119 các bác nhé. Đấy, chiều cao là 119. Bây giờ chúng ta sẽ xem chiều sâu của nó. Chiều sâu của nó là 35 cm quý vị nhé. Đấy, 35 cm. Đấy. Vâng. Đối với cặp loa này thì chúng ta vừa trưng bày, chúng ta vừa hát karaoke, chúng ta vừa nghe nhạc và chúng ta vừa xem phim. Chất âm thì cực kỳ là sống động quý vị nhé. Chất âm cực kỳ là sống động. Đấy. Chất âm rất là sống động khi mà cặp loa này nó được trang bị những 4 đường tiếng. Đấy, 4 đường tiếng. Và nếu mà không gian nhà các bác mà rơi vào tầm khoảng độ 50m² đổ lại thì một cặp loa này thì em tin chắc chắn rằng là các bác sẽ không cần phải dùng trầm nữa, bởi vì là ở đây nó đã được thiết kế là một bát thấp rồi, cho nên là chúng ta nghe thì chúng ta nghe nó chẳng khác gì là có trầm cả. Đấy, nghe tiếng bát nó rất là sâu, trầm ấm. Đấy. Vâng, cặp loa này thì cũng đợt vừa rồi thì có rất là nhiều bác cũng đã gọi điện về bên em mà để mà chốt cặp này, nhưng rất là tiếc là lúc đó là bên em đang không có hàng. Đấy, hàng chưa về được. Đấy, hiện giờ là hàng bên em về và trả hàng cho quý vị và các bác, và còn mỗi một cặp này thôi. Đấy, còn mỗi một cặp này. Và cặp loa này thì em cũng xin báo giá luôn. Cặp loa này thì giá của nó là 16 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, 16 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Với cặp loa này thì chúng ta ghép hiện tại bây giờ là chúng ta đang ghép với lại chiếc X7 DAC Acoustic. Đấy. Dòng loa này thì nó cũng sẽ không kém những dòng âm ly mà ghép nối với nó. Ví dụ như là chúng ta cũng có thể đánh được với 506, hoặc là chúng ta đánh với những chiếc cục đẩy công suất mà công suất của nó là trên 450W trở lên là chúng ta đã đánh rất là ok rồi các bạn nhé. Đấy. Vâng, bây giờ thì không để quý vị và các bác chúng ta chờ lâu nữa. Bây giờ em sẽ test thử chất âm cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận các bác nhé. Đấy. Trước đây thì cặp loa này về thì bên em cũng đã có video giới thiệu đến quý vị và các bác rồi. Trong video này của ngày hôm nay thì em cũng sẽ chỉ giới thiệu lại thôi. Và báo với lại quý vị và các bác hiện tại bây giờ là bên em đang còn hàng và còn một cặp duy nhất. Đấy. Bây giờ em sẽ test nhạc quý vị và các bác chúng ta
hãy cùng thưởng thức quý vị nhé. Đấy, đầu tiên em sẽ test một bài bolero, sau đó em sẽ test nhạc sống quý vị và các bác chúng ta cùng nghe. Nhạc sống thì yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao. Nhạc bolero thì yêu cầu sự mềm mại, sự uyển chuyển, sự thánh thoát các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ test bolero trước các bác nhé. Trời tây biết còn có về.
Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã luôn luôn quan tâm theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, vừa rồi thì quý vị và các bác chúng ta vừa được nghe cái chất âm của cặp loa JBL KP1500. Đấy, một dòng loa cây rất là đẹp mắt, sang chảnh, chất âm hay. Đấy, âm thanh thì sống động. Quý vị và các bác yêu mến và ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.